Ở thế giới này, người xấu cũng nhiều, nhưng người tốt cũng có thừa. Mọi người hay nhắc đến Tom Hanks để biểu trưng cho cái tốt, cho cái mẫu mực. Ông là một diễn viên giỏi với những bộ phim kinh điển như Forrest Gump, Giải cứu Binh Nhì, Ryan, The Green Mile, Một mình trên đảo hoang. Ông còn lồng tiếng cho Woody, nhân vật chính trong phim hoạt hình Toy Story. Không có bộ phim nào của ông khiến khán giả thất vọng. Các vai diễn của ông ấy rất đa dạng, từ anh lính cho đến người thiểu năng. Ông đã gây ấn tượng với mọi người, hết vai này đến vai khác. Ông ấy không đẹp trai như những diễn viên trẻ ngày nay, thế nhưng ông đã lấy đi biết bao nhiêu cảm xúc của khán giả. Ông là một trong ba người duy nhất có liên tiếp 7 phim điện ảnh bom tấn, doanh thu trên 100 triệu đô la trong lịch sử điện ảnh thế giới. Nhờ những vai diễn này mà ông được gọi là người cha tinh thần nước Mỹ. Năm 2016, Tổng thống Obama trao cho ông ấy huy chương America's Dad. Thời gian gần đây, Tom Hanks đã công bố ông và vợ mình đã dương tính với Covid-19. Mọi người đều mong ông và vợ ông mau chóng khỏi bệnh. Hôm nay, chúng ta hãy đến với The Terminal, tên Việt là 9 tháng nơi phi trường. Một trong những bộ phim kinh điển của Tom Hanks, bộ phim kể về Victor Nevsky, một người đàn ông Đông Âu, bị giữ chân tại sân bay ở New York. Suốt 9 tháng liền, giao tiếp hay ăn uống đều trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với anh ta, sau lại trở thành người được yêu thích nhất ở sân bay đó. Bộ phim bắt đầu khi Victor xuất hiện ở sân bay New York và lập tức bị giữ lại, đưa đến phòng quản lý sân bay. Người đàn ông đầu trọc là quản lý nhìn Victor nói: "Mới đây thôi, nước của anh đã xảy ra một cuộc cách mạng, cũng tức là giờ anh không thể về lại nước." Người quản lý bực mình vì Victor không hiểu tiếng Anh. Victor ngồi nhìn người quản lý đầu trọc giải thích mà không hiểu gì. Người quản lý đầu trọc của giải thích: "Anh ta đặc biệt khoai tây chiên để Victor hiểu. Anh không có quyền đặt chân vào Mỹ, tôi cũng không có quyền bắt giữ anh. Vậy nên bây giờ anh chỉ có thể ở tại phòng chờ quốc tế của chúng tôi, cho đến khi Mỹ chấp nhận visa mới của nước mình, thì Victor mới có thể đi lại tự do. Giờ anh không bằng một người dân tị nạn ở Mỹ." Các cảnh sát đưa Victor đến phòng chờ quốc tế. Lúc này anh đã lạc mất đội trưởng đội bảo vệ kia. Anh nhìn xung quanh tìm nhưng không thấy. Vô tình trên TV có chiếu đến cuộc cách mạng khủng bố ở nước mình. Anh ta hoảng sợ, tay chỉ vào TV. Anh ấy không hiểu trên bản tin đó nói gì, nhưng hiểu những gì hình ảnh đó nói. Anh ta nhìn xung quanh như muốn kêu ai đó giúp mình. Victor chạy đi tìm sự giúp đỡ, đến quầy lễ tân nhưng lại bị người ta đuổi ra ngoài. Anh ta chỉ đành đứng bên ngoài nhìn TV, thấy đất nước của mình tan hoang, người dân chạy trốn khắp nơi. Anh đã khóc. Ở sân bay New York rộng lớn này, không ai thèm chú ý đến người nước ngoài như anh. Victor lạc lõng ở một nơi xa lạ, có nói cũng không có người hiểu. Buổi tối, Victor đến phòng chờ đang sửa chữa, xếp những chiếc ghế lại với nhau, tắt đèn đi ngủ, chưa kịp nhắm mắt. Ánh đèn từ máy bay phía sau làm Victor hoảng sợ. Anh ấy vội giơ tay lên hét lớn: "Đừng nổ súng." Victor cứ tưởng như có người muốn bắt anh. Vì anh là người nước ngoài không có giấy phép, Victor không có nơi nào để tắm, đành dùng vòi nước ở nhà vệ sinh. Anh ta còn dùng tay bịt vòi nước để nước bắn vào người, rửa nách. Người ta tưởng Victor bị điên nên bỏ đi. Anh ấy không có tiền mua đồ ăn, chỉ đành dùng bánh quy miễn phí và mấy gói tương cà chế ra một cái bánh quy sandwich để ăn. Victor đứng ngoài cửa một nhà hàng nhìn đồ ăn thừa của người ta mà bụng đói meo, nhưng lại không muốn ăn đồ ăn thừa. Victor bắt đầu làm việc, anh ta giúp đẩy xe hành lý. Lúc đó anh ấy có thể kiếm ra mấy đồng bạc lẻ. Mấy bảo vệ đều giám sát Victor làm việc qua camera, ai cũng mỉm cười, chỉ có người quản lý đầu trọc là không hiểu gì. Họ ngưỡng mộ Victor vì anh ta không bị suy sụp khi ở một đất nước xa lạ, trong tay lại không có tiền. Victor dùng số tiền ít ỏi đó đi mua hamburger ăn. Anh ta chỉ đủ tiền mua một cái. Victor cắm đầu ăn, ăn ngấu nghiến như hổ đói. Rồi anh ta tiếp tục đẩy xe đẩy về chỗ của chúng. Nhìn thấy có trẻ con ngồi trên xe chơi, Victor nhẹ nhàng bảo chúng ra và còn xoa đầu chúng nói: "Cảm ơn, tạm biệt." Anh ta dần đã có nhiều tiền lẻ hơn, anh ấy có thể ăn một cái hamburger mắc hơn, lại cắn một miếng to nhai ngấu nghiến. Victor lại thấy trên TV phát tin về đất nước của mình nhưng lại không hiểu tiếng Anh. Thế nên anh ta đã đến nhà sách tìm những cuốn sách tiếng Anh có thể giúp ích cho mình. Ban ngày làm việc, tối đến đọc sách, để anh nhanh chóng có thể biết được tình hình của quê hương. Một thời gian sau, Victor đã có thể đọc hiểu chữ ở phía dưới các bản tin thời sự. Anh vẫn chăm chỉ làm việc nhưng đã bị một nhân viên chặn lại. Phía trên là quản lý đầu trọc và một nhóm bảo vệ. Thì ra ông quản lý đầu trọc ấy không muốn cho Victor kiếm tiền, nên anh ta lại ăn bánh quy thay hamburger qua ngày. Buổi tối, Victor quay lại phòng chờ để ngủ. Ánh sáng của đèn xe chiếu thẳng vào mặt anh. Ở đó có một người đàn ông chờ mình. Anh ta đưa Victor hộp cơm. Thì ra anh ta thích một nữ nhân viên hải quan xinh đẹp, nhưng lại không dám hẹn cô ấy. Vậy nên muốn nhờ Victor giúp cưa người ta. Anh ta thuyết phục Victor chỉ cần Victor chịu giúp thì sẽ mua đồ ăn cho nấy. Tình hình của anh ta không cho phép mình từ chối. Sáng hôm sau, anh xông thẳng lên tán cô nhân viên. Tám chuyện mấy câu là tối có đồ để ăn. Victor tìm hiểu cô gái kia về nói lại cho anh thanh niên nghe. Sáng hôm sau nữa, Victor lại đến cưa cẩm cô ấy. "Cô thích xem phim điện ảnh không?" "Không." Victor lại hỏi, "Thế cô thích cái gì?" Cô ta bảo, "Không có gì." Mỗi lần đưa tin là Victor có đồ ăn. Cứ như thế cho đến ngày thứ tư, thứ năm.
Victor vẫn mặc giày chạy đến cưa cẩm cô nhân viên, vì anh ta có đói đến cỡ nào cũng chưa từng ăn đồ ăn thừa của người khác, cũng không làm những chuyện trộm cắp lừa gạt. Cuộc sống khắc nghiệt với anh ấy thì anh ấy nỗ lực gấp đôi để tìm kiếm cơ hội. Victor giúp đỡ mọi người, chăm chỉ làm việc và ngày nào cũng xuất hiện trước mặt cô nhân viên ấy. Cuối cùng cô ấy cũng cười với anh, nụ cười cô ấy rạng rỡ. Anh lại về kể cho anh thanh niên kia nghe và có được một hộp cơm no bụng. Những người biết cố gắng nỗ lực thì không cần biết điều kiện sống tệ đến cỡ nào, họ cũng đều có thể vượt qua được, giống như Victor. Tuy bị bỏ mặc tại sân bay nơi đông người nhưng lạnh lẽo này cũng không khiến Victor tuyệt vọng. Không biết tiếng thì học tiếng, không tiền thì ăn cơm, thì làm việc để kiếm tiền lẻ. Ở một nơi xa lạ cũng không thể chôn đi ý chí của anh ta. Anh ta biết quý trọng đồng tiền, thức ăn. Có thể anh ấy từng ngồi khóc trong đêm vì quá cô đơn. Nhưng thứ giúp Victor bỏ qua tất cả đó là nụ cười lạc quan, cười vì ngày mai sẽ sáng. Một ngày đẹp trời, một tiếp viên nữ xinh đẹp thả thính Victor, muốn mời anh ta ăn cơm. Victor đồng ý, nhưng thói ga lăng muốn anh ta phải trả tiền cho ngày đầu hẹn gặp. Anh ta bối rối đến nhà hàng hỏi phục vụ, muốn ăn một bữa VIP thì phải mất bao nhiêu. Cô ấy trả lời, hai người chắc khoảng 40 USD. Victor hoàn toàn không có đủ tiền, may là tiếng Anh bây giờ đã khá hơn lúc trước. Victor quyết định bắt đầu đi tìm việc. Đầu tiên xin làm ở nhà hàng nhưng người ta không nhận. Tiếp đó xin làm ở cửa hàng đồ lưu niệm, người ta cũng không nhận. Sau đó lại đến cửa hàng thời trang nữ, nhân viên nữ đều cười Victor. Chỉ đến khi một nhân viên tiệm đồ chơi nói với Victor, anh đến số điện thoại còn không có. Ông ấy liền đáp, tôi có. Rồi chạy ra bốt điện thoại bên ngoài, nhớ số hiệu của nó. Quay lại đọc cho anh nhân viên, Victor cứ ngồi mãi bên cạnh bốt điện thoại chờ đợi. Đợi mãi tới tận tối, tiếng chuông điện thoại reo, Victor vui mừng chạy đến bắt máy. Xin lỗi, chúng tôi đã tuyển đủ người rồi. Victor vội quay sang nhìn, ra là anh nhân viên đó, là một người không có quốc tịch, lại còn bị quản lý sân bay ghim, khiến anh ấy không thể nào tìm được việc. Một buổi tối nọ, Victor đi dạo qua một căn phòng chưa xây xong. Nhìn thấy một bức tường chưa chắc xi măng, đây là nghề tủ của anh ta, xung quanh đầy những loại công cụ. Victor liền bắt tay vào trát tường, vừa trát vừa nhảy múa. Anh ta cứ thế mà làm, không cần ai yêu cầu. Cho tới sáng hôm sau, anh cũng đã trát xong xi măng tường. Victor đang hứng khởi nhảy múa mà không biết sau lưng đã có nhiều công nhân đứng nhìn mình. Anh ấy vừa quay lại giật cả mình, không biết họ đứng đó từ khi nào. Một người hỏi anh ta là ai, không ai biết cả. Anh ta khen Victor nức nở rồi dẫn anh đi. Khi nghe Victor kể việc vấn đề của mình, anh chủ thầu nói, anh mau đến chỗ tôi làm việc đi, không thể để chỗ khác cướp mất được. Từ đó Victor trở thành thợ xây. Mặc dù sau đó bọn họ biết được tình hình của anh ta, nhưng cũng không muốn phí người giỏi như Victor, nên anh ấy được vào làm. Quản lý trọc hỏi đội trưởng đội bảo vệ, Victor kiếm được bao nhiêu tiền. Bảo vệ nói, 19 USD một tiếng. Quản lý nói, còn nhiều hơn số tiền tao kiếm được nữa. Anh ta càng ngày càng ghét Victor hơn, thậm chí còn nhốt Victor lại trong một căn phòng nhỏ. Cuối cùng, anh quản lý trọc gặp phải một vấn đề nan giải. Có một người đàn ông Đông Âu không qua được hải quan, liền lấy dao dí cổ mình, đe dọa mọi người xung quanh nói mình sẽ tự sát. Nhưng cả sân bay không có phiên dịch viên tiếng Đông Âu nào cả. Quản lý trọc chỉ đành tìm đến Victor, còn nói, nếu anh giải quyết được chuyện này, tôi sẽ để anh ra ngoài. Victor đến đó mới biết, người đàn ông Đông Âu muốn mang mấy chai thuốc về nước nhưng lại bị cấm. Anh ta nói người đàn ông Đông Âu rằng, anh muốn mang thuốc về thì buộc phải có giấy tờ. Người đàn ông Đông Âu lên tiếng, Victor phiên dịch lại, số thuốc ấy là do anh ta mua ở Canada, mua về cho bố mình. Nhưng quản lý trọc vẫn đòi lấy chúng, người đàn ông Đông Âu quỳ xuống cầu xin, anh ta vẫn không đồng ý. Sau đó bọn họ bắt anh ta lại và đưa đi. Victor thấy rất khó chịu, chợt nói to, vừa nãy tôi nghe nhầm, chỗ thuốc này không phải mua cho bố anh ấy, mà là cho đàn dê ở nhà. Hóa ra Victor nhớ ra quy định xuất cảnh của nước Mỹ, nếu là thuốc cho động vật thì không cần kèm theo giấy tờ. Cuối cùng, người đàn ông Đông Âu cũng hét to, đó là thuốc cho đàn dê. Sau đó anh ta vui mừng lấy lại thuốc của mình và ôm chặt lấy Victor. Victor còn lai mạnh cho anh ta, nhưng quản lý trọc lại bắt lấy anh, ấn anh lên trên máy in và không ngừng buông lời uy hiếp. Tay của Victor bị in ra thành nhiều tờ. Sau đó các nhân viên ở sân bay kể câu chuyện Victor cứu người. Câu chuyện ấy nhanh chóng đến tai mọi người, hết người này đến người khác đều xem Victor như người hùng. Từ nhân viên dọn vệ sinh, nhân viên thu ngân, đầu bếp, nhân viên vận chuyển, tất cả đều đã biết Victor. Victor đến sân bay như mọi khi, lần này mọi người đều chào hỏi anh, cười khi thấy anh bước đến hoặc đi ngang qua. Mỗi người, mỗi cửa hàng đều dán tờ giấy in hình bàn tay của Victor, còn anh ta lại chưa biết đó là tay của mình. Mọi người nhìn Victor cười rất khác thường, họ chú ý anh hơn, làm anh ta cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Từ một người bị bỏ rơi, không ai giúp đỡ khi ở một nơi xa lạ, bị dè biểu, khinh thường, nhưng giờ đây mọi người lại đến gần với Victor hơn, bởi vì anh thật lòng yêu quý, quan tâm những người xung quanh. Victor đã là biểu tượng của sân bay, quản lý đầu trọc luôn tìm cách gây khó dễ cho Victor, nhưng anh ta luôn thất bại, vì tất cả những gì anh ta làm đều không khiến anh ta buồn hay tuyệt vọng. Quản lý trọc nhìn thấy Victor mà tức, anh ta có quyền lực nhưng không có dũng khí như Victor. Victor bị nhốt ở sân bay nhưng luôn vui vẻ lạc quan. Anh ngồi nói chuyện với ông già dọn vệ sinh, người đã kể câu chuyện của mình cho mọi người nghe. Ông ấy cũng bị nhốt ở sân bay nhưng mãi mãi không thể tự do, tự tại như những du khách khác. Ông ấy kể hết những chuyện mà mình đã trải qua.
Thật ra có ai mà không phải đang bị nhốt ở đây đâu. 23 năm trước, tôi từng mở một tiệm thuốc lá ở Ấn Độ. Một hôm, cảnh sát đến bảo rằng tôi nợ thuế, buộc tôi nộp tiền cho anh ta. Tôi liền nộp. Ngày hôm sau, anh ta lại đến, tôi lại nộp tiền. Rồi ngày thứ ba, thứ tư, ngày nào tôi cũng nộp. Victor im ắng lắng nghe, nhưng cũng tức giận vì sự kỳ thị này. Ông ấy tiếp tục kể, cho đến ngày thứ năm, tôi cầm một con dao đâm thẳng vào ngực anh ta. Sau đó tôi bỏ trốn đến Mỹ. Victor lại đến, lần này anh đưa ra một cái hộp với một tấm giấy xin xuất cảnh. Cô nhân viên xinh đẹp kia đóng dấu, con dấu không thông được đóng lên, không biết con dấu này là con thứ bao nhiêu. Victor vẫn bị kẹt lại ở sân bay New York. Cho đến một ngày, anh ta bị những người bạn gọi dậy. Họ nói, chiến tranh ở quốc gia của anh đã kết thúc rồi. Mọi người cũng chúc mừng cho Victor. Ở quán bar của sân bay, anh ấy vui mừng hạnh phúc. Còn cô tiếp viên nữ xinh đẹp cũng giúp anh xin được visa gỡ. Giờ Victor đã có thể đặt chân lên nước Mỹ. Anh ta cầm tờ visa đến tìm quản lý đầu trọc xin chữ ký. Nhưng tên trọc nói, anh có thể ngồi máy bay về nước. Nhưng tôi đã nói rồi, anh không thể nhập cảnh. Victor kiên quyết muốn nhập cảnh. Vì vậy quản lý đầu trọc đem bạn bè ra uy hiếp anh. Tôi có thể ký cho anh, nhưng những người bạn của anh đều sẽ bị đuổi việc, bao gồm cả ông già dọn vệ sinh người Ấn Độ đó. Tôi sẽ tống ông ta về lại Ấn Độ. Nghe xong, anh ta kìm nén cơn phẫn nộ nói, tôi không nhập cảnh nữa, tôi sẽ về nước ngay lập tức. Trước khi lên máy bay, tất cả bạn bè đều đến hỏi Victor. Victor không nói gì hết, đi đến tạm biệt người bạn Ấn Độ. Ông già người Ấn tức giận hỏi, tại sao cậu không phản kháng đi, mau cút đi, đồ hèn nhát. Victor đi rồi, nhưng ông già vẫn tiếp tục chửi ở phía sau. Sau đó, một bảo vệ đến nói với ông ấy rằng, Victor là vì ông mới từ bỏ giấc mơ của mình đấy. Không lâu sau, Victor chợt nhìn thấy bảo vệ của sân bay đang chạy đuổi theo ai đó. Victor lại bên kính xem và phát hiện, trên đường băng có một nhân viên dọn dẹp tóc bạc trắng, đi còn không vững, cầm cây lau nhà của mình chạy về phía một chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Là ông già người Ấn Độ, ông ấy chặn chiếc máy bay lại. Sau đó ông nhìn về phía Victor ở xa và nói, tôi về nhà đây. Một đội cảnh sát bao vây ông già người Ấn Độ, ông ấy lựa chọn bị đưa về nước. Để Victor không còn bị liên lụy, Victor quyết định phải nhập cảnh. Anh ta hướng về phía cửa sân bay, bạn bè đều đi phía sau. Những người thu ngân cũng đều nhìn thấy, anh ấy sắp được ra ngoài rồi. Trong chốc lát, tin này đã truyền đi khắp nơi. Rất nhanh sau đó, cả mọi người ở sân bay đều đi theo sau Victor. Bọn họ tặng quà, tặng máy ảnh, tặng giày cho anh ấy. Lúc này quản lý đầu trọc cho người đi chặn Victor lại. Ở cửa sân bay, Victor bị đội trưởng đội bảo vệ chặn lại. Nhưng đội trưởng đã cởi chiếc áo của mình xuống, khoác lên cho Victor và nói, bên ngoài lạnh lắm, tặng anh cái áo này. Quản lý đầu trọc không thể chấp nhận, điên cuồng gào thét. Victor là hy vọng chung của mọi người, cuối cùng cũng đã rời sân bay, đến với New York mà anh ta đã mơ ước từ lâu. Anh ta phải thực hiện nốt mục tiêu cuối cùng của người cha quá cố. Quản lý sân bay chỉ còn cách nhìn theo bóng lưng của Victor mà không làm được gì. Ông ta đúng là một người rất dễ dàng từ bỏ, đúng là người như Victor nghĩ. Còn anh ấy, từ một con người nhỏ bé rời xa quê hương, không ai thân thiết, không ai quan tâm, lại trở thành người thắng cuộc được mọi người ủng hộ. Anh ta luôn nở nụ cười, còn thực hiện được giấc mơ của mình. Cái ông ấy dựa vào chính là lòng kiên định, quyết không từ bỏ mục tiêu ban đầu, đó chính là Victor Navorsky.